Alo, alo, alo. Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dự án iDrop của cái con Cherry. Cherry thì đang có một cái chương trình chia sẻ khoảng 70.000 token Cherry Network, giới hạn là 1.000 slot các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ ấn vào đây, làm nhiệm vụ xã hội các bạn nhé. Nó sẽ làm ở trên GitLab mọi người nhé. Đấy. 2.500 đô la cũng như là 70.000 Cherry token sẽ dành cho 1.000 winner nhé các bạn nhé. Đấy, chúng ta sẽ ấn vào đây. Chúng ta sẽ login với lại cái email nhé các bạn nhé. Đấy, sau đấy thì chúng ta sẽ ấn vào làm một số nhiệm vụ ở trên mạng xã hội như là chúng ta theo dõi Twitter nhé. Đấy, nếu mà các bạn connect đến Twitter của mình mà nó yêu cầu chúng ta dán email thì chúng ta phải dán cái email mà chúng ta hôm trước chúng ta đã đăng ký ở trên GitLab nhé. Thì mới được nhé. Còn nếu mà các bạn không đăng ký ở trên GitLab thì các bạn sẽ không được đâu. Mọi người ấn join cho mình group nhé. Quay lại chúng ta join tiếp một cái group nữa này. Tiếp theo là chúng ta sẽ visit website nhé. Chúng ta đến với cái dự án Cherry này. Đấy, Cherry Network. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục là chúng ta dán ví nhé. Mọi người vẫn sử dụng ví MetaMask nhé. Không sử dụng ví ở trên web ở trên sàn. Chúng ta follow một cái này nữa nhé. Ấn verify. Join Telegram group. Nói chung là join 4 cái Telegram group luôn. Trời ơi, tôi bị đầy mất rồi đó. Đấy, chúng ta join nốt hai cái này nhé. Tiếp tục một cái này nữa này. Tí nữa mình theo sau nhé. Cái này thì là giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia các bạn nhé. Đấy. Khi xong phát thì các bạn ấn vào có bạn bè theo dõi thì ấn vào đây nữa để nó cộng thêm một điểm nữa. Nói chung là mỗi bạn sẽ nhận được vài điểm. Khoảng 10 điểm. Các bạn sẽ nhận được càng nhiều điểm thì càng tốt nha mọi người nhé. Đấy, contract thì nó ở đây. Ok chưa các bạn? Đấy, từ 31 December là kết thúc nha. 30 January sẽ trả. Ui, một tháng sau mới trả á. Mệt ghê nhỉ. Chờ bọn này chắc hết Tết luôn. Ok, link mình sẽ để ở bên dưới video cho mọi người cùng tham gia nhé. Các bạn theo dõi Telegram tiếp đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này nhé. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này. Mình sẽ để link ở bên dưới. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.